Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, chiến dịch Cùng Gen Z Sống Xanh Đi mùa 2 đã chính thức khởi động. Chiến dịch do Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Chiến dịch năm nay là hành trình tiếp theo của Gen Z thế hệ tiền phong Sống Xanh trong việc truyền cảm hứng về thông điệp Sống Xanh giảm nhanh carbon tới cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Sự kiện mở màn đã diễn ra trong không khí mang đậm tinh thần trẻ trung, sôi nổi tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, một trong những trường đại học lớn và năng động tại Việt Nam. Tại ngày hội, các bạn trẻ đã được tham gia nhiều hoạt động sống xanh thú vị như workshop tái chế làm túi ví từ vải vụn, làm đồ trang trí từ chai lọ, cũng như trải nghiệm mua sắm xanh với các sản phẩm được làm từ thiên nhiên thân thiện với môi trường và đổi cây xanh tại gian hàng thu gom pin và rác tái chế. Biến đổi khí hậu đang ngày càng trở thành vấn đề cấp thiết của toàn cầu. Trong khi Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất, chúng ta cũng có thể nhận thấy thiên tai đang diễn ra thường xuyên hơn. Chúng ta cần chung tay hành động để giảm phát thải carbon, cuộc sống khỏe mạnh, bền vững cho mỗi người. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải trong chiến dịch năm nay. Cái câu trả lời mà chị mỗi chúng ta ở đây có thể trả lời. Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động talk show đã diễn ra với sự tham gia của các đại sứ Gen Z, chuyên gia về biến đổi khí hậu, những người tài năng và nổi tiếng với vai trò tiên phong trong các hoạt động môi trường xã hội đã bàn luận và chia sẻ những lời khuyên, những góc nhìn rất thiết thực dành cho các bạn trẻ về lý do và cách thức lựa chọn hướng tới lối sống xanh. Buổi talk show này không chỉ là một cơ hội để chia sẻ kiến thức chuyên sâu, mà còn là một diễn đàn quan trọng để tìm hiểu về những thách thức mà chúng ta đang đối mặt khi đến gần với các vấn đề về môi trường. Các khách mời đã mở ra một không gian đối thoại độc đáo, trong đó họ không chỉ đề cập đến những khía cạnh khoa học, mà còn chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm cá nhân của họ trong hành trình vì môi trường. Những lời khuyên và góc nhìn của họ mang đến không chỉ là lý thuyết, mà còn là những hướng dẫn cụ thể và thiết thực dành cho giới trẻ, giúp tạo ra sự kết nối mạnh mẽ và tạo động lực cho những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Sự kiện của Ban Đại Số Nước ngày hôm nay đi sâu hơn về tính kỹ thuật, những cái innovation mới, những cái công nghệ cũng như tư duy của Ban Đại Số Nước mong muốn có thể cam kết được trong 2050 hoặc là những điều kiện mà mọi người có thể chạm được đến net zero khoảng năm 2030. Thì mình thấy được là nó là một trong những cái tín hiệu rất là vui, và cái tín hiệu vui đó, cái người xứng đáng hết đó nhất đó là những người tiêu dùng nói chung, và đặc biệt là những bạn sinh viên mà chúng ta ở đây ngày hôm nay, khi mà chúng ta thấy được là chúng ta đang cùng đối mặt với lại biến đổi khí hậu, và chúng ta cũng rất là mưu cầu những cái sự minh bạch cũng như là cái hình thức đã thay đổi như thế nào. Tại vì khi mà chúng ta làm cùng nhau thì chúng ta mới có thể định hướng được là chúng ta có thể cùng nhau thay đổi như thế nào. Và khi mà chúng ta biết có thể cùng nhau thay đổi như thế nào thì chúng ta có thể chạm đến đích đến đó bằng nhiều ý nghĩa khác nhau. Bên cạnh đó, Panasonic cũng mang tới buổi tọa đàm với góc nhìn của chuyên gia, trưởng bộ phận cấp cao quản lý môi trường Panasonic Asia Pacific, đã cung cấp thông tin về các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đạt mức phát thải dòng CO2 bằng không tại tất cả các công ty thành viên vào năm 2030, bao gồm cả ở Việt Nam. Thông qua các giải pháp về tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo lại các cơ sở sản xuất kinh doanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng như pin mặt trời, perovskite và Kinary, giải pháp vật liệu bền vững thay thế nhựa. Hiện tại thì môi trường là một vấn đề rất là quan trọng, và các bạn trẻ cũng cần có ý thức hơn được về sự tác động của mình đến môi trường. Và em nghĩ qua sự kiện này thì các bạn trẻ có thể thêm được như được truyền thêm cảm hứng để mình có thể bảo vệ được môi trường. Thấy đây là một hoạt động, một cái hoạt động tuyên truyền rất là tốt, khiến cho mọi người có thể gọi là thu gom rác và thu lại cây để có thể trồng, cũng như là nói chung đây là một cái hoạt động có ích cho xã hội. Gen Z Green Generation được Panasonic ra mắt cộng đồng vào tháng 12 năm 2022 như một định nghĩa mới về lối sống phong cách của những người trẻ Việt Nam, tràn đầy năng lượng, sự hiểu biết, kỹ năng và được trao quyền để hành động xanh, sống khỏe mạnh, không chỉ cho từng cá nhân mà cả cộng đồng và xã hội. Ở mùa thứ hai, chiến dịch tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm Truyền thông Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Thanh niên Việt Nam và các đối tác, chuyên gia, tổ chức phi chính phủ dành nhiều sự quan tâm đến các vấn đề dấu chân carbon và phát triển bền vững. Phía trung tâm cũng đã phối hợp để triển khai trong các cấp học, từ học trung học cơ sở cho đến đại học chuyên nghiệp, để triển khai thực hiện về truyền thông các cái giải pháp, các cái chương trình, các cái ý tưởng, rồi các cái công cụ liên quan đến bảo vệ tài nguyên, quản lý bảo vệ tài nguyên và môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
thì qua những cái chương trình như vậy, và đặc biệt chương trình này thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các nền tảng đa phương tiện để các bạn trẻ để hiểu được các cái chính sách chủ trương của Đảng, Nhà nước, các cái cam kết quốc tế để hướng đến làm sao để sống xanh hơn, rồi cùng thực hiện các hoạt động để phát triển nền kinh tế xanh. Sự kiện này cũng là bước khởi đầu cho chương trình Đại sứ Gen Z với chủ đề hết sức ý nghĩa, đề xuất ý tưởng bảo vệ môi trường và thúc đẩy nhận thức cộng đồng về giảm phát thải carbon. Các đội tham gia được khuyến khích đưa ra ý tưởng sáng tạo và hiệu quả, hướng tới sự thay đổi tích cực trong hành vi của cộng đồng. Top 5 đội thi xuất sắc nhất sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng đặc biệt, hạt giống có giá trị lên tới 125 triệu đồng. Đây là nguồn tài trợ quý báu, giúp họ biến ý tưởng của mình thành hiện thực và góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường và giảm thiểu lượng phát thải carbon. Mỗi ý kiến đóng góp sẽ trở thành một hạt giống cho sự thay đổi, mang lại những đóng góp to lớn cho tương lai xanh của chúng ta.